Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Trong clip ngày hôm nay thì kênh chúng mình sẽ mở thêm một cái danh mục mới, đó là danh mục cập nhật cái giá của Bitcoin. Giá Bitcoin thì có thể là giá Bitcoin trên chợ đen, giá cái Bitcoin đồng thuận giữa các cá nhân với nhau. Thì để các anh em chúng ta đang đào Pi được biết rằng thì một cách chưa chính thống giá trị của đồng Bitcoin đang như thế nào ở trên thị trường. Thì lượt qua đây là cái giá gọi là đồng thuận quốc tế nhé. Thì để mình so sánh xem cho các bạn xem là với mấy anh khoai tây ở nước ngoài đang đồng thuận Pi rồi thì mua bán Pi với cái giá bao nhiêu nhé. Có một cái thông tin trên trang Pi Network UK, có một đối tượng nhầm có một cái đồng chí tên là Ali Green đăng một cái status muốn mua Pi và để một cái số WhatsApp như này. Mình có inbox để hỏi anh này, chàng này xem là anh ấy mua được Pi giá bao nhiêu. Các bạn chờ mình một chút. Đây. Đây mình có hỏi là bạn ấy có thể mua Pi với giá bao nhiêu. Và bạn ấy có đề xuất offering thôi nhá, 180 đô cho 1.000 Pi. Thì mình tính thử xem nào. Tỷ giá đi, check tỷ giá trước đã. Được rồi. Đây là sàn Pi các bạn nhá. Để mình lát mình sẽ xem tỷ giá so sánh nhá. Giá Pi chợ đen. Tỷ giá 1 đô la Mỹ bây giờ là 23.891 đồng. Ok. Mình sẽ lấy 180 chia 1.000 ra là 0,18 đô la Mỹ cho 1 Pi bằng nhân với lại 23.890. Nó đang là 4.300 đồng cho 1 Pi. Đó, đấy là giá của anh Ali Rin này. Thế bạn này thì ở Johannesburg, Lahore, cũng chả biết đấy là cái địa chỉ gì. Nhưng mà tôi cứ tham khảo cái giá của quốc tế. Còn đây, mình sẽ vào sàn Pi. Sàn Pi của Việt Nam. Đây. Giá Pi của sàn Pi ngày hôm nay đang ở mức là giá mua 8.689 Việt Nam đồng, giá bán là 8.480 cho 1 Pi. Đó. Và trên cái sàn này thì họ đang sẵn đến gần 1 tỷ Việt Nam đồng, 962.842.000 Việt Nam đồng. Nếu mà bạn mà muốn mua Pi của cái sàn này thì họ còn 135.917 Pi. Thực ra cái trang web này thì có thể nó chưa được xác thực và nó không có uy tín lắm, chưa có uy tín lắm, bởi vì cũng chưa thấy các anh em nào mà giao dịch trên cái sàn này chia sẻ là đã giao dịch được hay không. Kênh mình chưa hóng được, tuy nhiên thì mình cứ lấy cái giá tham chiếu ở trên họ để gửi đến các bạn thông tin cập nhật cái giá trị của đồng Pi coi chợ đen nó như thế nào. Đó, 8.600 các bạn nhé, 8.600 mua vào và 8.400 bán ra. Đây. Còn một cái trang nữa các bạn nhé, Pconnect. Đấy. Về cái giao diện của hai cái trang này thì mình thấy nó cũng gần giống nhau, sàn Pi với lại Pconnect. Đấy. Giá mua là 0,24 để mình nhân xem nó có khớp với lại 8.600, bán ra là 0,24 nhân 23.890. Ở đây thì lại cao hơn thì các bạn này. Đấy. Ảo chưa? À nhầm, sorry, thấp hơn với cái sàn vừa nãy. Đấy, nếu mà tính ra quy đổi USD thì lại thấp hơn. Nhưng tuy nhiên thì với những cái trang như thế này thì mình khuyến cáo các bạn là không nên giao dịch vì nó tiềm ẩn nhiều rủi ro. Và cái lý do thứ hai nữa là việc mua bán trao đổi tiền điện tử bằng tiền Việt Nam đồng tại Việt Nam hiện tại chưa được pháp luật cho phép, nên là các bạn mà có thực hiện giao dịch là vi phạm pháp luật đấy. Mình chỉ
gửi các bạn thông tin giá dụ như thế để các bạn tham khảo thôi, chứ đừng có mà dại đi giao dịch nhá. Sàn này thì họ cũng yêu cầu các bạn là không nhập cái cụm mật khẩu 24 từ tiếng Anh đấy, và còn cẩn thận với các website lừa đảo, thật giả lẫn lộn như thế nào thì mình cũng không rõ, chưa đánh giá được, nên là khuyến cáo không nên giao dịch và chỉ lấy thông tin ở trên này làm tham chiếu thôi các bạn nhé. Rồi mình đã gửi đến quý vị và các bạn cái thông tin giá mua bán pi giữa thị trường chợ đen Việt Nam và thị trường chợ đen quốc tế để các bạn có thông tin để so sánh nhé. Đây, 180 đô cho 1.000 pi tương ứng với lại khoảng hơn 4.000 Việt Nam đồng cho 1 pi với cái giá trị đồng thuận của quốc tế. Còn tại Việt Nam thì có vẻ cao hơn, 8.600 và 8.400 mua vào bán ra. Rồi, bạn nào mà thấy clip này có ích và có thông tin hữu ích đến với các bạn có thể ủng hộ chúng mình bằng một nút đăng ký hoặc like share clip này. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của kênh chúng mình.